Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 11 Xin mời xem tiếp Kinh Văn Duy Nguyện Thế Tôn Quảng Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nhân Địa Tát Hà hạ Hạnh Lập Hà hạ Nguyện Nhi Năng Thành Tựu Bất Tư Nghị Sự Đây là Bồ Tát Văn Thù Nhìn thấy đại chúng đông đảo thật hiếm có trong pháp hội lần này và đương nhiên ngài biết rất rõ ràng rất minh bạch nhưng phàm phu cõi trời người Nhị thừa Cho đến Bồ Tát Quyền Giáo Nhìn thấy sự đông đảo này Đều không thể Tránh khỏi sự nghi hoặc Thậm chí Còn có ý niệm phỉ bán Tổ sư Đại Đức căn cứ theo kinh luận nói cho chúng ta biết nghi hoặc phỉ bán pháp nhất định đọa địa ngục a tỳ những lời nghi hoặc phỉ bán như vậy bình thường chúng ta đều không dám nói vì sao vậy nói ra rồi thì người ta sẽ càng nghi hoặc càng phỉ bán sau khi họ nghe xong sẽ nói anh lấy chuyện này để hù dọa người ta chứ làm gì có tội nặng như vậy làm gì có địa ngục họ tuyệt đối không thể tiếp nhận không thể tin cho nên những lời này người tin như chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ đối với đại chúng trừ khi là họ đọc đến đoạn kinh văn này thì ta không thể không nói không đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta dứt khoát không nói phải biết tại vì sao không nói nói không những không có lợi ích mà còn làm cho người ta tạo thêm tội nghiệp thì việc gì phải nói chứ họ đã bị đọa rất thê thảm rồi không nên khiến cho họ đọa nặng hơn đây chính là đại từ đại bi cho nên ở đời trượt ác phật bồ tát không dùng thân tướng của phật xuất hiện ở thế gian là để giảm bớt sự nghi hoặc phỉ báng của chúng sanh bồ tát văn thù vô cùng từ bi giúp thế tôn giáo hóa chúng sanh giống như hai ngài đang biểu diễn trên sân khấu vậy một người hỏi một người đáp tại sao bồ tát địa tạng lại có phước đức nhân duyên lớn như vậy triệu tập được tất cả chư Phật Bồ Tát và chúng sanh có duyên ở trong lục đạo tận hư không khắp Pháp giới đến tham dự đại hội lần này. Đây là việc không thể nghĩ bàn. Mời xem kinh văn dưới đây. Phật cáo văn thù sư lợi. Thí như tam thiên đại thiên thế giới sở hữu thảo mộc tòng lâm Đạo ma trúc vi Sơn thạch vi trần Nhất vật nhất số Tác nhất hằng hà Nhất hằng hà xa Nhất xa nhất giới Nhất giới chi nội Nhất trần nhất kiếp Nhất kiếp chi nội Sở thích trần số tầng xung vi kiếp Đoạn kinh văn này Là Thế Tôn nói ra cho bồ tát văn thù sư lợi biết sự thích nhân duyên độ hóa chúng sanh của bồ tát địa tạng trước đây nói với văn thù sư lợi chính là nói với chúng ta văn thù sư lợi ở đây là đại biểu cho mọi người chúng ta đoạn này trước tiên từ trong thí dụ số lượng thí dụ không thể nghĩ bàn thí dụ này chúng ta không cần giải thích từng câu pháp sư thánh nhất có nói rõ ở trong giảng ký rồi chúng ta ở đây lượt bỏ bớt con số này không có cách gì tính đếm được người thế gian không thể tính nổi hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển máy tính cao cấp nhất cũng không thể tính nổi rồi địa tạng bồ tát chứng thập địa quả vị dĩ lai thiên bội đa ư thượng dụ giống như con số thí dụ phía trước chỗ này là nói bồ tát địa tạng chứng quả vị thập địa từ lúc chứng sơ so địa đến thập địa hay nói cách khác trước thập địa đều không tính nếu tính thêm số đó nữa thì sẽ nhiều hơn đếm không nổi hà huống địa tạng bồ tát tại thanh văn bích chi phật địa đây là nói thời gian trước kia không tính chỉ tính từ lúc chứng được bồ tát địa thượng cho đến nay dùng con số hằng hà xa kiếp cũng không thể tính được thời gian này thí dụ này nói thật ra cũng chỉ có phật mới có thể nói ra được nếu chúng ta dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung con số này thì chúng ta cũng không thể hình dung nổi văn thù sư lợi thử bồ tát uy thần thể nguyện bất khả tư nghị đây là tán thán bồ tát địa tạng uy đức thần thông của ngài hoàng thể của ngài đều không thể nghĩ bàn nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ bổ nguyện của bồ tát địa tạng chính là bổ nguyện trong tự tánh chúng ta hay nói cách khác không có bổ nguyện của bồ tát địa tạng thì chúng ta nhất định không thể chứng được phật quả viên mãn bạn muốn hỏi vì sao vì trong tánh đức có khiếm khuyết thì bạn làm sao có thể viên mãn được chứ pháp môn địa tạng là bài học đầu tiên trong phật pháp đại thừa nếu dựa theo thứ tự này để nói thì đây là khóa học nhập môn khóa học căn bản khóa học cần thiết nhất địa ngục bất không thể bất thành phật tại vì sao phát nguyện này địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện ra không phải đến từ bên ngoài mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do tâm địa biến hiện ra trong tâm của bạn còn hiện ra hiện tượng địa ngục còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi Thì bạn làm sao có thể chứng được bồ đề viên mãn chứ Đây là đạo lý nhất định rồi Phật Pháp là nói lý với bạn Lý chân thật Sự chân thật Vậy không phát nguyện này có được không? Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục Còn phải độ thoát vô điều kiện huống hồ những người khổ nạn trước mắt chúng ta có thể không giúp đỡ không gian tay cứu giúp sao có khi chúng ta nhìn thấy người và sự không như ý thì nổi giận phải biết được đây không phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài Mà là lỗi lầm chính chúng ta Tại vì sao họ tạo hậu diệt ác Tạo tác mọi việc Không đúng như Pháp vậy Do bản thân ta tu chưa tốt Ta chưa có làm tấm gương tốt cho người ta Là tội nghiệp của mình Phải tu từ chỗ này Bạn còn muốn nổi giận Đập bàn với người ta là bạn trên tội lại chồng thêm tội bạn không biết chúng sanh từ đâu mà có chúng sanh tạo tội nghiệp là do đâu phật bồ tát biết phật bồ tát một lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh chúng ta học phật bắt đầu học từ đâu vậy phải giác ngộ từ chỗ này thật sự giác ngộ người ác đối với chúng ta chúng ta nên dùng thiện ý giúp đỡ họ Giúp đỡ mà họ không tiếp nhận cũng không sao Trong kinh địa tạng nó rất rõ ràng Căn cơ của chúng sanh có bốn loại Không thể tiếp nhận Là càng chứng tỏ tội nghiệp của chính mình sâu nặng Chúng ta phải tu sám hối từ chỗ này cho nên tự độ sau đó mới có thể độ người. Đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng không có pháp cố định, có khi cũng nổi giận, cũng trợn mắt, nhưng bạn phải biết, cơn nổi giận đó của các ngài là giúp chúng sanh giác ngộ. Giúp chúng sanh sửa lỗi Quay đầu hướng thiện Còn chúng ta nổi giận thì chúng sanh sanh tâm oán hận Sanh tâm báo thù Thế thì bạn sai rồi Chúng ta ngu si Bồ Tát thì có trí huệ Chúng ta phải biết Đối nhân sự thế như thế nào Cho nên đặc biệt Đề ra làm thầy Làm mô phạm phật bồ tát là thầy của trời người khi chúng ta xuất gia người ta vừa gặp mặt liền chào pháp sư đều gọi bạn là thầy sư chính là mẫu mực mực thước chúng ta khởi tâm động niệm cử chỉ hành vi có thể làm mẫu mực cho người khác không hôm qua Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi Tôi mới biết Cả đời tôi đối với chuyện bất kỳ người nào Từ trước đến nay không bao giờ nghe Không bao giờ hỏi Ông nói với tôi Sau khi các đồng tu kỳ trước rời đi Họ phải dọn dẹp phòng ốc Nhìn thấy Có những thứ không cần Đều chứt bừa bãi trong phòng Còn nhìn thấy quả táo mới cắn xong một miếng rồi chứt bỏ họ thấy vậy thì rất buồn hành vi như vậy có thể làm tấm gương tốt cho người thế gian hay không chúng tôi nghe xong cũng rất buồn chúng tôi không trách các bạn đồng tu chỉ biết trách mình do bản thân chúng tôi làm không tốt nhưng chúng tôi đang nỗ lực cải thiện Những đạo lý này đều phải biết Tài vật của thường trụ Chúng ta phải biết Quý trọng Trân trọng từng ly từng tí trong đời tôi không xin bất cứ ai một xu nào. Vì sao vậy? Người ta kiếm tiền không dễ dàng. Phải biết cảm thông với người khác. Bản thân chúng tôi dùng tiền luôn luôn tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm một đồng chính là đã bố thí một đồng đối với thường trụ, đối với Phật pháp chúng ta tu phước bạn không tu phước thì phước của bạn từ đâu mà có bạn hôm nay chưa đoạn vô minh tánh đức của bạn chưa thể hiển lộ phước báo của bạn đều là do tu mà có nhất định không dám lãng phí đại đức xưa đều làm được rồi bạn xem quy củ của tổng lâm một cây kim một sợi chỉ một cọng cỏ một cành cây tuy rất nhỏ bé nhưng không có cái nào không quý trọng đây là tiết kiệm phước tiết kiệm phước chính là tu phước tất cả lỗi lầm của người hiện nay nguyên nhân căn bản chính là từ nhỏ không có người dạy đến khi trưởng thành thì tập khí này đã hình thành rồi tập khí hình thành rồi thì rất khó sửa đổi cho nên chúng ta cần phải từng giây từng phút đề cao cảnh giác tại vì sao đọc kinh mỗi ngày đọc kinh chính là kiểm điểm lại mình soi lại mình dựa theo lời giáo huấn của kinh điển để sửa chữa lỗi lầm vậy thì chúng ta mới được cứu xử thế nên nhẫn nhường phải nghĩ thay cho người khác phải nghĩ thay cho sự an toàn của toàn bộ xã hội không nên nghĩ gì cá nhân nghĩ cho cá nhân thì không có cái nào không phải tội lỗi đều là tạo nghiệp mình hàng ngày đang tạo tội nghiệp mà không biết còn cho rằng mình đã tu công đức đây là nói xen qua chuyện khác một chút nhưng cũng rất quan trọng chúng ta xem tiếp kinh văn thử địa tạng bồ tát Uy thần thể nguyện bất khả tư nghị Chúng ta phải biết hàm nghĩa sâu xa Trong câu nói này là gì Chúng ta học tập từ chỗ nào Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Nhược vị lai thế Hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Văn thị Bồ Tát danh tự Hoặc tán thán Hoặc chim lễ Hoặc xưng danh Hoặc cúng dường Nại chí thái họa khắc lũ Tố tất hình tượng Thị nhân đương đắc Bách phản sanh ư tam thập tam thiên Vĩnh bất đọa ác đạo Phật nói lời này là thật Không phải là giả Phật không có nói lời giả dối Có rất nhiều người đọc đến kinh này Cho rằng tạo một chút tội nghiệp Cũng không sao Chúng ta chỉ cần cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Thì tương lai còn được sanh về Cõi trời thứ 33 Một trăm lần vĩnh viễn không bị đọa đường ác Đây là hiểu sai ý kinh rồi Sau đó lại bị đọa vào đường ác Liền phỉ bán cho rằng lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói trên kinh không đáng tin là giả Lừa dối chúng tôi Phỉ bán Phật Pháp Tăng lại bị đọa địa ngục A Tỳ họ không biết được ý nghĩa phật nói ở chỗ này văn thị bồ tát danh tự ở trong chữ văn này là có tư tu tam huệ của bồ tát bạn nghe thấy danh hiệu bồ tát địa tạng ý nghĩa danh hiệu bồ tát địa tạng là gì bạn phải chân thật hiểu được mới gọi là văn danh. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của danh hiệu là gì thì chưa có văn. Thật sự hiểu rồi. Nghe thấy danh hiệu này liền tương ưng với kho báo tâm địa của mình. Như vậy gọi là văn danh. Ý nghĩa của xưng tán là gì? Xưng tán chính là giảng giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Đây là xưng tán Thích Ca Mâu Ni Phật xưng tán Tại cung trời đau lợi Khuyến khích chính mình Khuyến khích đại chúng Học tập theo Bồ Tát Địa Tạng như vậy là xưng tán Chim lễ Xưng danh cúng dường Ở phía sau đó là chân thật tu hành Chim lễ là chiêm ngưỡng lễ kính biểu hiện ở chỗ nào vậy biểu hiện ở đối với cha mẹ đối với sư trưởng tinh thần của bồ tát địa tạng là hiếu thân tôn sư sau đó đem tâm hành hiếu thân tôn sư này mở rộng ra hiếu kính đối với tất cả chúng sanh đây là bổ nguyện của địa tạng như vậy mới làm việc chim lễ được viên mãn có tâm khinh mạng đối với một chúng sanh nào là không phải tu hành của địa tạng bồ tát rồi Nhìn thấy chim lễ cứ nghĩ là thờ cúng một bức tượng Bồ Tát Địa Tạng, mỗi ngày cúi lại mấy cái cho là xong rồi, đâu có đơn giản như vậy chứ. Đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của Như Lai. Phật nói không sai, do bạn hiểu sai. Đây là lý do Phật ở trong tất cả kinh nhiều lần khuyến khích chúng ta phải hiểu sâu nghĩa thú. bạn hiểu càng sâu càng sáng tỏ càng thấu triệt thì bạn làm mới viên mãn chỉ hiểu ở bề ngoài của văn tự thế là hoàn toàn sai rồi cổ đức thường nói hiểu nghĩa theo câu chữ thì oan cho ba đời chư phật đây là ba đời chư phật quá khứ hiện tại dị lai đều bị hàm oan vì bạn giải sai hiểu làm lời của phật rồi ngày nay có bao nhiêu người hiểu sai vậy bạn muốn hỏi họ tại vì sao hiểu sai họ chưa có làm được chỉ có khi nào làm được rồi thì mới có thể thể hội tinh tế mới có thể thể hội được đến chỗ sâu kín được bạn không làm thì làm sao được chứ bạn làm được một phần thì bạn thể hội được một phần Thế hội được một phần Bạn lại làm được một phần Giải và hành bổ trợ cho nhau Giải giúp cho hành Hành giúp cho giải Luân chuyển thâm nhập như vậy Mới có thể vào đến chỗ sâu rộng được chứ xưng danh là xưng danh hiệu bồ tát địa tạng ở trong đây có hai tầng công đức tự lợi là nhắc nhở mình niệm niệm không rời pháp môn địa tạng cũng chính là niệm niệm không rời pháp môn tâm địa đây là đức tự lợi đức lợi tha là niệm niệm làm thức tỉnh chúng sanh có duyên nói thật ra ngày nay chúng sanh có duyên ít quá ít được mấy người nghe thấy danh hiệu này liệt giác ngộ tuy họ không giác ngộ nhưng cũng phải khiến cho họ nghe thấy vì như vậy đã gieo xuống hạt giống danh hiệu vào trong a la gia thức rồi vừa nghe qua tay vĩnh viễn trồng hạt giống đạo dù đời này không được lợi ích có lẽ nhiều đời nhiều kiếp gì sau nữa nếu gặp được duyên thì hạt giống này sẽ nảy mầm đây là làm lợi ích lâu xa cho tất cả chúng sanh lợi ích ở tương lai chúng sanh căng tánh chính mùi Sẽ được lợi ích ngay hiện tại Vừa nghe xong họ liền biết tu học như thế nào Cúng dường Cái gì nhất định phải biết Trong các sự cúng dường Đều quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường Trong hạnh nguyện phổ hiện Nói với chúng ta rất rõ ràng Hết thảy cúng dường tài vật Không bằng cúng dường Pháp Cúng dường Pháp Trong phẩm hạnh nguyện Đã nêu ra bảy loại lớn Điều thứ nhất chính là như giáo tu hành cúng dường Nếu chúng ta không thể tu hành như những gì đã dạy Thì sự cúng dường đó là giả Không phải cúng dường một chút hương hoa, trái cây Cho rằng đó là tôi hàng ngày đang cúng dường Phật Vậy thì sai rồi Chúng ta thấy những vị đại đức tổ sư đại đức tu hành chân thật trong phật đường của các ngài không có gì cả hương hoa trái cây đều không có họ làm ở chỗ nào chị chúng ta nhìn thấy trong phật đường của các ngài đồ cúng chỉ là một ly nước đốt một ngọn đèn dầu ngoài ra không có cái gì nữa các ngài là thật sự cúng dường là y giáo tu hành cúng dường phía sau là cúng dường mở rộng ra nghĩa rộng của cúng dường tạo hình tượng bồ tát vẽ tranh cũng tốt biêu khắc cũng tốt khắc lũ chính là khắc gỗ tố tất là đắp nặng đắp bằng xi măng cũng được đúc bằng kim loại cũng được đây là cúng dường mở rộng khiến cho tất cả chúng sanh có cơ duyên nghe được danh hiệu bồ tát nhìn thấy hình tượng bồ tát gieo thiện căng cho họ bản thân hành bồ tát đạo bồ tát làm như thế nào chúng ta làm như thế đó đó gọi là hành bồ tát đạo Khuyến hóa tất cả chúng sanh Phước đức như vậy Thì mới sanh lại một trăm lần Cõi trời thứ ba mươi ba Dĩ nhiên không bị đọa ác đạo Bạn thử nghĩ xem Tại sao họ không bị đọa ác đạo Do không tạo nghiệp ác Người tu hành Bồ Tát Địa Tạng Làm sao có thể tạo nghiệp ác được chứ Tuy hạt giống tạo nghiệp ác Trong đời quá khứ còn đó nhưng ác duyên trong đời này đều đoạn hết rồi họ học theo bồ tát niệm bồ tát là tâm bồ tát là hạnh bồ tát là ngôn ngữ của bồ tát ở trong thập pháp giới này những duyên trong lục đạo đều dứt hết rồi thì họ làm sao có thể bị đoạn được ác được chứ đây là lẽ đương nhiên Đạo lý này Chúng ta nhất định phải biết rõ Phải sáng tỏ Xem tiếp Thế Tùng nói cho chúng ta biết Nhân duyên trước kia của Bồ Tát Địa Tạng Ý nghĩa này rất sâu Văn thù sư lợi Trên Kinh Phật Phạm là vừa mở đầu Đã gọi tên của người đương cơ Thì kinh văn sau đó Là vô cùng quan trọng Gọi tên là để nhắc cho người đó biết Phía dưới có lời khai thị quan trọng Nhắc nhở họ chú ý Thì địa tạng Bồ Tát ha Tát Ừ quá khứ cửu diễn Bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Câu này dứt ở chỗ này là rất hay Bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Thời gian này là quá dài, quá dài Không thể nói hết Tiền thân vi đại trưởng giả tử Người xưa có cái ý này Thân phận trước đây của Ngài Là vị đại trưởng giả tử Đại trưởng giả tử rất nhiều người chúng ta hiểu sai về ngài nghĩ ngài là con trai của đại trưởng giả nhưng trên thực tế chữ tử này là cách tôn xưng của người trung quốc xưa đối với người khác như khổng tử mạnh tử lão tử xưng tử là tôn xưng đại trưởng giả tử chữ tử này chính là chữ tử trong khổng tử mạnh tử chữ tử đó là cách xưng hô tôn kính nếu dùng cách nói hiện đại để nói tử chính là tôn kính nếu chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói là tôn kính đại trưởng giả thêm chữ tôn kính này vào phía trước trước đây chữ tôn kính này để ở phía sau tôn kính đại trưởng giả thời thế hữu phật vào lúc đó thế gian này có một đức phật hiệu viết sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai sư tử phấn tấn là thí dụ sư tử là vua trong các loại thú cụ túc vạn hạnh là nói Bồ Tát tu hành công đức viên mãn Chứng được Phật quả vô thượng Đây là ý nghĩa đơn giản của danh hiệu Thời trưởng giả tử Kiến Phật tướng hảo thiên phước trang nghiêm nhân vấn bỉ phật tác hà hạnh nguyện nhi đắc thử tướng đây là chỗ học tập của chúng ta vào lúc này vị trưởng giả tôn kính nhìn thấy sư tử phấn tấn như lai Tướng hảo quang minh Nên sanh tâm ưa thích Thịnh giáo Đức Phật Tướng tốt này của Ngài do đâu mà có Tướng hảo rất quan trọng Chúng ta là đệ tử Phật Ở trong xã hội này Nếu như không có hình ảnh tốt thì chúng ta là diệt Phật pháp. Xuất gia không phải chuyện dễ. Cổ đức thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Thông thường trong xã hội, người thế gian tạo nghiệp, địa ngục không dễ. Chứ người xuất gia tạo nghiệp, địa ngục thì quá dễ dàng. Vì sao vậy? Khi không có hình ảnh tốt thì bạn là người diệt Phật pháp tội nghiệp này của bạn là đọa địa ngục a tỳ. vì sao vậy khiến cho đại chúng trong xã hội phỉ bán phật pháp người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh này của bạn liền khinh chê bạn xem thường bạn phỉ bán bạn vậy là có thể phỉ bán hết thảy toàn bộ phật pháp rồi bạn xem tội nghiệp này của bạn có đáng sợ hay không chư phật bồ tát là chuẩn mực tốt nhất hình ảnh tốt nhất trong chính pháp giới hình ảnh của phật có thể khiến cho trưởng giả tử trưởng giả tử gọi là tử thì được mọi người tôn kính rồi là người có học vấn có đức hạnh người như vậy nhìn thấy hình ảnh của phật còn sanh tâm tôn kính đối với phật còn muốn đến học tập bạn nói hình ảnh này tốt cỡ nào chúng ta ngày nay ở trong xã hội không xuất gia thì không sao bạn xuất gia rồi bạn nhất định phải học hình ảnh của phật phải đầy đủ hình ảnh của bồ tát nếu không thì tại gia học phật cũng được việc gì phải tạo tội nghiệp việc gì phải tạo nghiệp phỉ bán phật pháp tăng này chứ Điều này rất quan trọng Chúng tôi ngày nay giảng Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm rất dài Hoa Nghiêm đến cuối cùng 53 lần tham vấn Không những là yêu cầu người xuất gia Mà người tại gia học Phật Cũng phải giống như người xuất gia vậy Đều phải làm nên hình ảnh tốt nhất cho đại chúng xã hội xem Nếu bạn làm không được thì bạn không phải là đệ tử Phật Mà là đội lốt đệ tử Phật Là đệ tử Phật giả Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Quả báo ở tam độ Vô cùng đáng sợ Việc này chúng ta không thể không biết Đã học Phật rồi thì tâm địa nhất định phải thanh tịnh bình đẳng giác phải dập tắt tham sân si còn muốn tranh lợi với người còn cái này tốt cái kia không tốt là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi rồi nghĩ đến tâm phật thanh tịnh biết bao không nhiễm mấy bụi thường suy nghĩ đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân tướng là ba tâm không thể được chư pháp vô sở hữu cho nên ở trong ngoài đều có thể đạt được thanh tịnh bên trong một niệm không sanh bên ngoài không nhiễm mấy bụi đây là phật bồ tát như vậy mới có thể sống được đời sống chân thật chúng ta thường nói là đời sống chân thiện mỹ huệ chân thật đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật không giả chút nào phật bồ tát là sống đời sống như vậy chúng ta sống đời sống như thế nào đây bên trong khởi tâm động niệm bên ngoài chỗ nào cũng phan duyên chúng ta sống là đời sống phiền não đời sống nghiệp chướng là sống đời sống luân hồi nói lời hơi khó nghe một chút là sống đời sống trong đường ác Chúng ta đọc đến câu này Thấy Phật đem điều này Đặt ở điều thứ nhất Trong nghiệp nhân của Bồ Tát Địa Tạng Là có dụng ý rất sâu Các chị Bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật Nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội Nhất định phải là hình ảnh tốt Thiên phước trang nghiêm Không chỉ có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Chúng ta không nói đến ngàn phước trang nghiêm Chỉ nói 32 tướng tốt 32 tướng từ đâu mà có vậy? 32 tướng là tướng phước đức Bạn không tu phước Thì bạn không thể có được tướng tốt này thiện gồm có hữu lậu và vô lậu chúng ta ngày nay không làm được việc tu thiện vô lậu việc này quá cao vì tập khí phiền não của chúng ta chưa đoạn trừ bắt đầu học từ đâu vậy bắt đầu học từ thiện hữu lậu nhất định phải đoạn ác tu thiện tiêu chuẩn của pháp thế gian chúng ta có thể làm được chính là người thiện trong thế gian chính là tấm gương tốt của người thế gian tướng lưỡi rộng dài của phật là do công đức không nói dối mà thành tựu tư mã quan của trung quốc thời xưa có lẽ hầu hết mọi người đều biết biệt hiệu của tư mã quan là quân thật nghĩa là quân tử thành thật ông thật sự làm được lúc về già ông tự phản tỉnh lại thấy mình cả đời không nói dối lời nói việc làm cả đời của mình ông nói là không có việc gì mà không nói cho mọi người biết việc cả đời ông làm không có gì là mờ ám không có làm việc gì mà không nói cho mọi người biết ông cũng là người quy y tam bảo là hình ảnh tốt của người tại gia chúng ta ngày nay nói lời thành thật học phật kiểu gì không biết mỗi ngày đọc tụng đại thừa hằng ngày phải nghiêm túc phản tỉnh nghiêm túc kiểm điểm Không quan tâm đọc kinh luận nhiều hay ít Chỉ cần trong đời này Làm được một vài câu Thì suốt đời thọ dụng không cùng tận Phật nói với chúng ta Cội rễ chính yếu của tu hành Nó thật ra chính là tịnh nghiệp tam phước khi triển khai tịnh nghiệp tam phước ra Chính là toàn bộ Phật Pháp Phật Pháp vô lượng vô biên Khi cô động lại Chính là 11 câu đó Nhất định không được xem thường Trong 11 câu đó Đem nó quy nạp tiếp nữa Nó thật ra chính là một câu hiếu dưỡng cha mẹ chỉ một câu này ngàn kinh dạng luận vô lượng vô biên pháp môn mà chư phật như lai nói đều không thể ra khỏi bốn cái chữ này chúng ta nói tam học nói lục hòa nói lục độ nói thập nguyện đủ dạng phương pháp tu hành đều là thực tiễn cho hiếu kính thực tiễn trong đời sống chúng ta thực tiễn trong việc đối nhân xử thế của chúng ta là chân thật học phật chân thật học phật thì phải sửa đổi hình ảnh sửa đổi tâm tính sửa đổi hành vi đây gọi là chân thật học phật hàng ngày đọc kinh thậm chí là hàng ngày giảng kinh thuyết pháp mà tâm tính không sửa đổi vẫn giữ cái tâm thế tục vẫn giữ tâm luân hồi vẫn giữ tâm tham sân si mạng thì nguy hiểm biết bao đây là giả tu không phải chân thật Thật sự xả niệm Thanh tịnh Niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh Không phải vì chính mình Chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm Nếu vì chính mình Thì Ngài sẽ trụ vào Đại Niết bàn Như thế thì tự tại biết bao Vì chúng sanh thì phải tùy loại hóa thân. Không từ mọi gian lao. Đây là quan niệm của người thế tục chúng ta. Chứ Phật Bồ Tát không có giấc giả rồi. Tại vì sao không có giấc giả vậy? Phật Bồ Tát vô ngã. Có ngã mới có giấc giả. Còn vô ngã thì làm gì có giấc giả chứ? Chúng ta đọc câu này muôn và cảm khái Chúng ta làm thế nào để học được hình ảnh Phật Bồ Tát? Nếu không nghiêm túc y giáo phụng hành thì làm sao được? Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây. Thời sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh như lai, cáo trưởng giả tử, dục chứng, thử thân đương tu, cửu viễn độ thoát nhất thiết thọ khổ chúng sanh. Đây là nguồn gốc bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nhất định phải nhớ kỹ. Đạo tràng hiện nay xây dựng không giống như trước đây. Trước đây làm đúng như pháp toàn bộ tất cả chùa Phật xây dựng đều tương ưng với nghĩa thú của pháp tượng trưng. Hiện nay không đủ điều kiện rồi. Đạo tràng chính quy vừa bước vào cửa là điện Thiên Vương. Người gặp đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc dạy bạn điều gì? xanh tâm bình đẳng hiện tướng vui vẻ phật pháp là lấy từ bi làm gốc phương tiện làm cửa bồ tát di lặc là đại biểu cho từ bi làm gốc tứ đại thiên vương là đại biểu cho phương tiện phương tiện làm cửa điện thiên vương là dạy chúng ta điều này Bạn vào đạo tràng, mỗi ngày đều phải đi qua cái cửa này. Hàng ngày tiếp nhận sự huân tập hung nút này. Khiến cho bạn hồi tâm chuyển ý. Chúng ta ngày nay ai hiểu được chứ? Ai có tâm từ bi. Ai có cửa phương tiện. phương tiện không phải là thuận tiện cho bản thân chúng ta thế thì sai rồi mà là thuận tiện cho tất cả chúng sanh khiến cho họ được thuận tiện ta phải hành từ bi không được điên đảo họ hành từ bi còn ta được thuận tiện thế là bạn điên đảo rồi Nhất định phải phát tâm Tâm này chính là tâm đại bồ đề Chúng sanh phô biên thể nguyện độ Đặc biệt là Tất cả chúng sanh thọ khổ Chúng sanh thọ khổ là chỉ chỗ nào gì? Chỉ lục đạo Đặc biệt là chỉ tam đồ Các chị nên biết Chúng sanh tam đồ ở đâu vậy? là ở xung quanh chúng ta Thậm chí là bao gồm cả chúng ta Tâm tham Là đường ngạ quỷ Sân hận là đường địa ngục Ngu si là đường xúc sanh Tâm của chúng ta là tham sân si Nói năng tham sân si Hết thảy tạo tác không có lìa khỏi tham sân si Nên nghiệp chúng ta tạo là ba đường ác Bồ Tát Địa Tạng có năng lực Hóa thân và ba đường ác để độ thoát chúng sanh Chúng ta ngày nay không có năng lực này rồi Chúng ta không có năng lực Nhưng phải độ những chúng sanh này Dù họ vẫn chưa có bước vào ba đường ác Nhưng chúng ta phải độ họ Vì họ đang tạo nghiệp nhân ba đường ác này nên biết những chúng sanh này là chúng sanh khổ nạn Không nên cho rằng Trong những người này hiện nay rất giàu sang phú quý Người thế gian nhìn thấy họ giàu sang phú quý tột bực Nhưng trong mắt Phật nhìn thấy họ là chúng sanh đường ác Chúng ta làm sao độ họ đây Trước tiên chính mình phải xả bỏ tham sân si Nói vô ích phải nên làm tấm gương để cho người ta xem ta xả bỏ tham sân si không cần tham sân si nhưng đời sống của ta cũng rất tự tại sống cũng khá tốt khiến cho họ phán tỉnh lại từ những chỗ này giác ngộ từ những chỗ này phần trước phật nói phải xây dựng hình ảnh trên kinh hoa nghiêm bạn thấy pháp tượng trưng khi vừa mở đầu trước tiên là nói đến đại địa tâm địa thứ hai là nói về cây báo ý nghĩa của cây báo là gì là dựng nên tấm gương tốt nhất Hết thảy chúng sanh Ở thế giới này hay phương khác Không có người nào không yêu thích cỏ cây hoa lá Nên Phật dùng phương pháp này Để làm thí dụ Chúng ta cần xây dựng tấm gương tốt nhất Khiến cho người ta Sau khi tiếp xúc Sanh tâm vui thích Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No.